Dạ hết thấy cái màn hình rồi cô ơi. Ủa sao bên chị còn mà? Bạn là lớp mấy lớp khác làm sao? À dạ thấy lời cô ơi. Bạn rồi vậy mình học ha. Mấy bạn đang đi lâm sàng nội ngoại sản nhi, mấy bạn đi gì? Rồi chị dạy bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ha. Thì bữa nay mình sẽ học 3 bài là bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bài hen phế quản với bài ung thư phổi. Thì trong quá trình mình đang học lâm sàng nội đó, mình học bài lý thuyết xong mình thấy có vấn đề gì trục trặc, hoặc là khi mình bình án á, nó có không có cái phần nào mà nó không có phù hợp hoặc nó chưa có học lý thuyết thì mình nói mình hỏi ha. Các bạn có thể hỏi trực tiếp hoặc là nhắn qua bên cái group. Bây giờ bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, thì nó sẽ có 3 phần ha. Thứ nhất là mình phải biết cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thứ hai là chẩn đoán được bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thứ ba là nhận diện và xử trí đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tôi chia làm 2 giai đoạn. Một là điều trị đợt cấp, hai là điều trị dự phòng hay là quản lý để mà phòng ngừa đợt cấp á. Thì cái phần mình đi của dòng Y4 thì mình chủ yếu là chẩn đoán được bệnh và xử trí được đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính luôn. Thì tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Việt Nam theo thống kê năm 2011 đó là khoảng 4,2%. Hiện tại là cái tỷ lệ này thì đang gia tăng ha. Mấy bạn đợi tí xíu nha, tại vì cái mỗi lần chị chuyển like là nó đứng máy. Thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, thì mình có thể điều trị và dự phòng được nha. Điều trị có nghĩa là khi một bệnh nhân đã bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mục tiêu điều trị của mình là làm cho bệnh nhân không tiến triển nặng hơn và phòng ngừa những đợt cấp cũng như cải thiện cái khả năng gắng sức của bệnh nhân. Thì về định nghĩa theo GOLD 2019 thì này mấy bạn nhớ nha. Thường thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mình đọc tài liệu tham khảo thì mình sẽ đọc theo guideline của GOLD. Thì GOLD là đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì GOLD nó đã ra cái guideline là từ 2011 tới hiện tại là 2020. Nhưng mà mình nhớ là từ 2014 trở về trước thì mình bỏ đi, đừng xem những tài liệu gì liên quan tới GOLD trước 2014 hết. Tại vì những tài liệu đó cũ và nó cập nhật liên tục thì nó đã khác rất là nhiều. Cho đó nếu muốn đọc tài liệu thì nên đọc từ 2014 trở lại đây ha. Thì mỗi một năm nó sẽ cập nhật vào những cái phần thêm vào, đặc biệt là phần điều trị á. Thì GOLD 2017, 18, 19, 2020 là không thay đổi về cái phần mà phân độ, nhưng chỉ thay đổi về điều trị thôi. Thì người ta định nghĩa là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là giới hạn luồng dẫn khí dai dẳng. Thì khi người ta dùng cái từ dai dẳng có nghĩa là một bệnh nhân người ta khi được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì sau khi bạn điều trị được cấp thì bệnh nhân sẽ cải thiện triệu chứng xuất viện, nhưng mà triệu chứng nó thì nó vẫn thường xuyên và hầu như là nó mỗi ngày. Mình có thể quản lý được triệu chứng nhưng mà nó sẽ không có không thể hết hẳn và cũng không thể phục hồi chức năng hô hấp bệnh nhân trở về như cái mức ban đầu bình thường được. Do đó người ta gọi là giới hạn luồng dẫn khí dai dẳng. Thì tổn thương của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nằm ở đường dẫn khí có kèm hoặc là không kèm theo phế nang. Thì yếu tố nguy cơ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó có rất là nhiều ha, đặc biệt là do môi trường, là do ô nhiễm không khí. Thì đứng đầu tiên là do hút thuốc lá, thứ hai là do những cái môi trường ô nhiễm, đặc biệt là làm trong những cái nơi mà hoặc là xí nghiệp hoặc là những cái công trình á, mà ô nhiễm nhiều khí bụi á, thì sẽ nguy cơ bị tiến triển đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cao hơn.
Thì trong cái này mấy bạn nhớ, khi mà yếu tố nguy cơ người ta nói tuổi, thì về tuổi á, là trên 40 tuổi là mới có yếu tố nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Do đó khi mình chẩn đoán, mình đặt bút mình chẩn đoán một cái ca mà dưới 40 tuổi mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mình phải rất là cân nhắc ha. Thì trong những cái thuốc lá hoặc yếu tố khởi phát từ nghề nghiệp á, thì thường nó sẽ khởi phát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là thường trên 40 tuổi. Nhưng mà có một trong những cái yếu tố nguy cơ hay là nguyên nhân của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà khởi phát ở người trẻ đó là do di truyền ha, là thiếu hụt cái men alpha 1 antitrypsin. Thì khi mà mình gặp một người trẻ vào viện dưới 40 mình chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì khi mình hỏi lại gia đình về tiền sử gia đình á, thì ví dụ như người ta nói là gia đình có rất là nhiều người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì hỏi cái tuổi khởi phát thì thường là khoảng dưới 40 tuổi ở trẻ. Người trẻ dưới 40 tuổi thì mình phải tầm soát coi định lượng cái men alpha 1 antitrypsin coi có thiếu không ha. Trong những cái yếu tố nguy cơ này mình sẽ thấy có một cái bệnh lý là hen phế quản, thì cái này mình sẽ không có nhầm ha, có nghĩa là một cái người bị bệnh hen phế quản thì khi mà người ta lớn lên, nếu người ta tiếp xúc với những yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá hoặc là người ta làm trong môi trường khói bụi thì khả năng người ta sẽ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều hơn những người không bị hen phế quản, chứ không phải những người hen phế quản là người ta sẽ biến chứng là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Do đó là mình chú ý tới cái phần mà mình chẩn đoán. Thì thường trên lâm sàng mấy bạn hay chẩn đoán là hen phế quản phân biệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, thì mấy bạn phải coi coi bệnh nhân có yếu tố nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không, nếu có thì mới chẩn đoán, còn nếu như mà không có thì mình phải cân nhắc giữa hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta chia làm 3 nhóm ha. Thứ nhất là do phản ứng viêm đường thở, thứ hai là sự mất cân bằng giữa hệ thống proteinase và anti-proteinase, và thứ ba là sự tác động của các gốc oxy tự do. Thì khi mà mình đi lâm sàng á, mình thấy là về hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính điều trị đều như nhau, nhưng mà thật sự là về cơ chế bệnh sinh nó khác nhau. Do đó mình khi mà mình điều trị cũng có corticoid, cũng có giãn phế quản, nhưng nó sẽ tác động vào những cơ chế khác nhau. Thì đầu tiên là về cơ chế viêm. Thì mình sẽ thấy là viêm trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, thì về các tế bào gây viêm thì mình sẽ nhớ nha, thường là hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có sự tham gia hoàn toàn của hai tế bào viêm. Một là tế bào bạch cầu đa nhân trung tính, thứ hai là bạch cầu ái toan. Nhưng mà về ưu thế thì trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì về cơ chế viêm chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính, tuy nhiên nó vẫn có một phần nhỏ là bạch cầu ái toan. Do đó những trường hợp mà người ta điều trị mà bệnh nhân theo những cái phác đồ điều trị thông thường mà không có cải thiện thì người ta phải coi coi là nó có thuộc phenotype của tăng bạch cầu ái toan không. Thì cái này mình nhìn cái cơ chế viêm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ha. Thì khi mà tiếp xúc với những khói bụi hoặc khói thuốc lá thì các tế bào biểu mô hoặc các đại thực bào nó sẽ tạo ra các hóa chất trung gian, đặc biệt là cái này mấy bạn phải học ha, nó sẽ có sự tham gia của nguyên bào sợi bạch cầu đa nhân trung tính. Thì mấy bạn nhớ ha, đối với những trường hợp và lympho CD8 cộng, thì khi mà mình đọc cái này là mình sẽ thấy một cái cơ chế hậu quả cuối cùng của phản ứng của các tế bào viêm và tiết ra các hóa chất trung gian là nó sẽ gây sơ hóa tắc nghẽn tiểu phế quản, gây khí phế thủng do phá hủy cái thành phế nang và gây tăng tiết nhầy. Thì về cơ chế này mình nhìn ba cái hậu quả cuối cùng của một quá trình viêm á, mình thấy là sơ hóa tắc nghẽn tiểu phế quản và phá hủy cái thành phế nang, đây là hai cái hậu quả mà không thể hồi phục được.
Do đó lý do tại sao khi một bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mình chỉ ngăn ngừa nó tiến triển nặng hơn, chứ mình không thể nào mà cho bệnh nhân nó phục hồi lại chức năng hô hấp ban đầu được. Và vì những cái tổn thương này mình không thể phục hồi được, cho đó triệu chứng của bệnh nhân là dai dẳng kéo dài ha. Thì trong cái hình này mấy bạn phải học được là tế bào nào nó sẽ tác động lên cái cơ chế nào. Ví dụ như nếu mà để tác động lên của nguyên bào sợi thì nó sẽ gây xơ hóa tắc nghẽn tiểu phế quản. Nếu là bạch cầu đa nhân trung tính thì nó sẽ làm tăng tiết cái protease và gây khí huyết thủng tăng tiết nhầy. Tương tự như vậy, lympho CD8 thì nó tác động vào khí huyết thủng. Thì quá trình viêm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, nó không phải chỉ khu trú ở phổi thôi mà nó còn tác động đa hệ thống ha. Tác động lên tim mạch thì gây là đau thắt ngực hay là bệnh lý mạch vành. Lên đường tiêu hóa thì gây loét dạ dày. Lên tụy thì gây đái tháo đường. Và lên cơ thì gây yếu cơ. Lên xương thì gây loãng xương. Thì thật sự mình thấy là quá trình viêm này á, những cái hậu quả cuối cùng, ví dụ như là bệnh vành cấp hoặc là loét đường tiêu hóa hoặc là loãng xương, thì ngoài do cái cơ chế là quá trình viêm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nó còn do một phần nữa là tác dụng phụ của thuốc. Mà đặc biệt là mình thấy tác dụng phụ trực tiếp liên quan tới bệnh phổi, lên những cái bệnh lý này nè, là sử dụng corticoid thì nó sẽ gây nên những cái hậu quả cũng giống như quá trình viêm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Do đó là người ta làm rất là nhiều những cái nghiên cứu về những cái bệnh lý đồng mắt của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì có một cái trường hợp đó là khi viêm trên bệnh phổi tác động trên phổi, ngoài gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó sẽ gây những cái bệnh lý đi kèm, giống như trên một bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì vẫn có thể mắc ung thư phổi, trên một bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì vẫn có thể bị giãn phế quản. Do đó mình sẽ thấy nếu một cái ca lâm sàng mà mình được chẩn đoán là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà đã được điều trị tối ưu rồi mà bệnh nhân vẫn thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu của đợt cấp thì mấy bạn phải coi lại coi là bệnh nhân có bệnh đồng mắt mình đã kiểm soát tốt chưa. Thì đâu trong những bệnh lý này nè, mình sẽ thấy cái mà gần nhất với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà mình hay gặp đó là bệnh lý mạch vành. Cho đó khi mấy bạn đi lâm sàng á, mấy bạn sẽ thấy là tại sao mà một cái ca lâm sàng bị đợt cấp vào viện gì khó thở được chẩn đoán đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Về nguyên tắc đánh giá đáp ứng điều trị ban đầu á, là ta sẽ đánh giá sau 1 giờ điều trị và sau 4 giờ điều trị. Thì sau khi người ta đánh giá, người ta thấy là khi người ta đã điều trị thuốc đủ rồi, bệnh nhân không đáp ứng, thì mấy bạn thấy trên lâm sàng người ta sẽ chủ động làm cái men tim là troponin, CKMB hoặc là cái men suy tim ví dụ như NT-proBNP để đánh giá lại vấn đề tim mạch. Tại vì ví dụ như mình thấy là trên bệnh lý mạch vành đó, nhồi máu cơ tim đi, mình sẽ thấy triệu chứng chủ yếu là đau ngực. Nhưng khi một bệnh nhân bị vấn đề là nhồi máu cơ tim trên nền bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái triệu chứng đặc thù của nó vẫn là khó thở, nó không có đau ngực điển hình. Vì vậy mà lâm sàng là người ta rất là hay bỏ sót cái vấn đề nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Như đó khi mà mình thấy mình đi lâm sàng mà đặc biệt ở khoa hô hấp á, người ta làm men tim rất là nhiều, người ta điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không đáp ứng thì người ta sẽ thử men tim, thử coi bệnh nhân có bệnh lý mạch vành đi kèm hay có suy tim đi kèm không. Thứ hai về chất oxy hóa thì khi mà tiếp xúc với những cái môi trường ô nhiễm như khói bụi và hút thuốc lá thì đại thực bào hoặc là bạch cầu đa nhân trung tính sẽ tiết ra những cái gốc oxy hóa. Mình sẽ thấy các gốc oxy hóa này nó sẽ tác động lên là trên đại thực trên bạch cầu đa nhân trung tính là nó sẽ huy động nhiều bạch cầu đa nhân trung tính hơn và từ đó tiết ra nhiều cái interleukin và dẫn đến khởi phát cái quá trình viêm. Cái thứ hai là nó sẽ tác động trên cái hệ cân bằng của protease và anti protease, thì mình sẽ thấy là nó sẽ làm giảm anti protease. Anti protease là cái chất mà bảo vệ đường thở, thì khi nó làm giảm cái anti protease thì sẽ làm cho cái quá trình viêm nhiễm nó diễn ra nhiều hơn và nó sẽ tiết ra những cái hóa chất trung gian như là isoprostan ha, thì gây rò rỉ vào huyết tương và gây co thắt phế quản nặng. Thì trong cái những cái chất oxy hóa này á, trên lâm sàng người ta đặc biệt chú ý đến cái men là HDACE2. Thì tại người ta chú ý tới cái men này tại vì trong mình biết là khi mình điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mình sẽ trong đợt cấp thì nó có chỉ định sử dụng corticoid á.
Hoặc là những cái bệnh nhân quản lý thì một số trường hợp lâm sàng vẫn sử dụng corticoid. Thì khi chất cơ oxy hóa, cái gốc oxy hóa này nó làm giảm cái men HTA-C2, từ đó nó sẽ làm tăng cái quá trình viêm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và làm gây kháng steroid. Kháng steroid có nghĩa là những cái trường hợp mà tiết ra HTA-C2 thì bệnh nhân sẽ đáp ứng kém với corticoid. Thì chính vì cái cơ chế này nè, hồi nữa khi mình học về điều trị, người ta có một cái thuốc mà nó sẽ làm tăng HDAC2, từ đó mà nó làm tăng cái độ nhạy của corticoid lên. Về protease và anti-protease thì mình sẽ thấy là protease là yếu tố có hại cho phổi, cho đó khi nó càng tăng lên thì nó sẽ càng là bất lợi. Còn anti-protease là một yếu tố mà bảo vệ phổi, do đó khi mà cái anti-protease giảm thì cái phổi nó sẽ càng ngày xấu đi. Mình sẽ thấy là cái men alpha 1 antitrypsin là nằm trong cái nhóm anti-protease. Do đó đối với những trường hợp trên lâm sàng mà người ta giảm alpha 1 antitrypsin thì nó sẽ khởi phát cái vấn đề là bệnh phổi tắc nghẽn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ha. Mà những cái liên quan mà tới về cái alpha 1 antitrypsin thì thường nó sẽ là do di truyền, cho đó là trong gia đình sẽ có nhiều người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người trẻ tuổi. Thì mình sẽ thấy là đối với mà cái protease á, thì là bạch cầu đa nhân trung tính nó sẽ tiết ra nhiều protease. Còn đối với anti-protease á, thì nó sẽ cái chất oxy hóa nó sẽ làm giảm anti-protease. Thì đây là một cái hình mà cho mình thấy là người ta mô phỏng về một cái trường hợp mà những cái thành cái vách phế nang, thì mình sẽ thấy nhìn cái hình đầu tiên đó là những cái cấu trúc của những cái thành của phế nang nó gắn kết với nhau ở cả thời hít vào và lẫn thở ra. Nhưng mà khi một bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó sẽ phá hủy những cái vách phế nang, thì tùy vào mức độ phá hủy mà nó sẽ gây những triệu chứng lâm sàng khác nhau. Thì khi mà mình thấy phế nang là một cái nơi mà trao đổi khí, đồng thời là khi mình thở ra thì phế nang nó sẽ tống khí ra ngoài, khi những cái thành của cái phế nang này nó mất đi cái tính hình hồi thì bệnh nhân hít vào khí sẽ đi vào trong phổi, nhưng mà bệnh nhân thở ra thì nó mất cái tính đàn hồi để nó đẩy khí ra ngoài. Vì vậy trên những bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì khi cái lượng do hít vào thì khí đi vào nhưng thở ra khí nó thải ra không có được như người bình thường, vì vậy mà nó sẽ gây nên hiện tượng là ứ khí lại ở trong phế nang, nó làm tăng cái lượng khí cặn và lâu dài thì nó sẽ gây nên hiện tượng là khí phế thủng. Thì khi mà bệnh nhân mà cái khí cặn nó tăng lên thì bệnh nhân nó sẽ không có đủ khí để mà trao đổi. Cái thứ hai nữa là nó lượng khí cặn tăng lên thì nó sẽ làm giảm cái khả năng gắng sức của bệnh nhân, thì do đó mà nó sẽ giới hạn cái hoạt động thường ngày của bệnh nhân. Thế này là mình sẽ thấy này là một cái thay đổi nhu mô phổi, người ta mô phỏng thì nó sẽ phá hủy những cấu trúc của cái thành phế nang, nó làm mất những cái mô liên kết của các thành phế nang, rồi nó phá hủy giường mao mạch phổi. Thì mình sẽ thấy khi mà nó phá hủy cái thành phế nang mà nó mất đi cái tính liên kết thì nó sẽ dẫn đến là khí phế thủng. Khi mà nó phá hủy những cái giường mao mạch phổi thì nó sẽ gây nên tăng áp phổi. Do đó cái vấn đề đi kèm của bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thứ nhất là khí phế thủng và thứ hai là tăng áp phổi và tiến triển hơn nữa là suy tim phải. Về chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái này dùng cho những cái trường hợp mà mình biện luận hoặc là bệnh nhân lần đầu đi khám mình muốn chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đầu tiên mình phải dựa vào yếu tố nguy cơ. Thì cái yếu tố đầu tiên là tuổi, nhớ thường là khởi phát ở tuổi trung niên trên 40 tuổi. Cái thứ hai, triệu chứng hô hấp là mãn tính, tiến triển và dai dẳng kéo dài, có nghĩa là bệnh nhân sẽ có ho, khò khè, khó thở, tái đi tái lại nhiều lần. Và đối với những trường hợp này thì thật sự là khi người ta dùng cái thuốc giãn phế quản, người ta ghi cái câu là không cải thiện rõ triệu chứng, có nghĩa là khi mình dùng thuốc giãn phế quản thì bệnh nhân đáp ứng, nhưng hết thuốc thì bệnh nhân vẫn khó thở.
chứ nó không có hồi phục lại như người bình thường nha. Và tiền sử là hút thuốc lá là trên 20 gói năm hoặc là tiếp xúc lâu dài với khí thở. Thì cận lâm sàng mà để chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là người ta phải đo chức năng hô hấp. Thì mấy bạn thấy là nếu mấy bạn đọc tài liệu á, thì những cái tài liệu trước người ta ghi là đo chức năng hô hấp, mà đọc cái kích đo chức năng hô hấp của mình nó sẽ có là mình cho bệnh nhân đo, sau đó mình làm test giãn phế quản rồi mình đo lại. Thì chức năng hô hấp, những cái tài liệu trước đây người ta kêu là để chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là đọc kết quả trước test. Nhưng mà từ 2017 trở về sau này thì người ta nói là để mà chẩn đoán được một bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mình phải đọc cái kết quả sau test. Có nghĩa là mình muốn chẩn đoán một bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tất cả những bệnh nhân đó đều phải đo chức năng hô hấp, có làm test giãn phế quản, và mình bác sĩ phải đọc là đọc kết quả sau test để chẩn đoán. Thì kết quả khi mà mình đọc cái chức năng hô hấp á, nó sẽ có ba cái hội chứng, một là hội chứng hạn chế, thứ hai là hội chứng tắc nghẽn và thứ ba là hội chứng hỗn hợp. Thì điển hình của một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là hội chứng tắc nghẽn. Thì khi mình đọc cái hội chứng tắc nghẽn thì mình sẽ đọc cái thông số là FEV1 trên FVC nhỏ hơn 70% LLN. Mình nhớ 70% hoặc là LLN. Tại sao nó có cái chỉ số này? Thì khi một bệnh nhân bị đo chức năng hô hấp, người ta sẽ tính dựa vào cân nặng, dựa vào tuổi, chiều cao, chủng tộc để người ta tính ra cái chỉ số LN. Chỉ số LN có nghĩa là dựa trên những thông số đó người ta sẽ tính ra được cái giới hạn thấp bình thường của cái người đó. Ví dụ như có những bệnh nhân á, 70 tuổi thì cái chỉ số của hội chứng tắc nghẽn FEV1 trên FVC trên cái bệnh nhân đó người ta tính ra chỉ cần 65% thôi. Thì nếu bệnh nhân thở trên 65% thì bệnh nhân đó không có hội chứng tắc nghẽn. Còn nếu như bệnh nhân thở dưới 65% thì bệnh nhân có hội chứng tắc nghẽn. Tuy nhiên có những cái máy lâm sàng á, của cái máy đo chức năng hô hấp á, không phải máy nào cũng tính ra được chỉ số LN. Do đó GON họ thống nhất là họ lấy cái chỉ số là 70%. Có nghĩa là nếu mà đo mà dưới 70% thì là có hội chứng tắc nghẽn, trên 70% là không có hội chứng tắc nghẽn. Nhưng cái vấn đề này nó sẽ bị sai. Ví dụ như một bệnh nhân 50 tuổi với một bệnh nhân 70 tuổi, mình đều lấy cái chỉ số là 70% hết. Thì thành ra đối với những bệnh nhân mà trẻ tuổi thì có thể mình chẩn đoán quá mức. Còn đối với bệnh trẻ tuổi thì mình sẽ bỏ sót chẩn đoán. Còn nếu bệnh nhân lớn tuổi thì mình sẽ chẩn đoán quá mức. Do đó tốt nhất nếu như mà ở cái nơi mà mình làm việc đo chức năng hấp tính được chỉ số LN thì vẫn nên tính dựa vào cái chỉ số đó. Còn nếu trên cái máy mình đo mà không có chỉ số này thì mình mới lấy cái số 70%. Thì đây là một cái hình biểu diễn hô hấp ký. Thì hô hấp ký khi mà người ta trả kết quả về cho mình á, thì người ta sẽ trả cho mình hai loại, một là hình ảnh và thứ hai là thông số. Thì thường là mình sinh viên hoặc là một số bác sĩ người ta vẫn có thói quen là người ta đọc mấy cái thông số như là 0.5, 0.6, mình người ta không có xem hình ảnh. Thì mình nhớ ha, ví dụ như mình đo một kết quả ra hội chứng tắc nghẽn thì nó có rất là nhiều bệnh lý gây hội chứng tắc nghẽn: COPD, hen phế quản, giãn phế quản, xơ phổi, thì tất cả đều gây nên hội chứng tắc nghẽn. Do đó là mình đọc hội chứng tắc nghẽn nó không có giá trị chẩn đoán. Tuy nhiên khi mà người ta nhìn vào cái biểu đồ hình ảnh thì người ta có thể ước lượng được, người ta có thể dự đoán được bệnh nhân đó bệnh gì. Ví dụ như mình nhìn trên cái hình này, mình sẽ thấy là có ba hình. Thì hình đầu tiên là một bệnh nhân có hô hấp ký bình thường. Hình thứ hai mình sẽ thấy là cái đường đi xuống đó, nó bị gập gốc. Người ta gọi là cái hình mà người ta có hình ảnh gập gốc này thì người ta gọi là bệnh nhân đó là có hình ảnh này á, là người ta gọi là hình ảnh hội chứng tắc nghẽn của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì cái hình thứ ba của mình thấy cái hình ảnh gập gốc rất là nặng. Thì đó là này là trường hợp bệnh nhân này là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, này là cái mức độ nặng. Còn ví dụ như mình đo ra hội chứng tắc nghẽn mà mình nhìn cái hình nó không phải là cái hình gập gốc này thì chứng tỏ là bệnh nhân đó có thể hội chứng tắc nghẽn do nguyên nhân khác. Thì đó sau này mình lưu ý khi mà mình đọc hô hấp ký thì mình nên nhìn hình ảnh trước rồi mình mới đọc mấy thông số. Về test hồi phục phế quản thì khi mà mình muốn làm một cái test hồi phục phế quản cho bệnh nhân á thì mình phải lưu ý những trường hợp mà âm tính giả của cái test này.
Thì đặc biệt là những trường hợp mà mình đã xài cái thuốc giãn phế quản, thì mình nhớ mình muốn làm cái test giãn phế quản là gì? Là một bệnh nhân vào viện, mình cho đo chức năng hô hấp, sau đó mình sẽ cho bệnh nhân xịt cái thuốc giãn phế quản. Nếu là giãn phế quản tác dụng ngắn thì mình xịt 30 phút, nếu tác dụng giãn phế quản mà thuộc cái nhóm tác dụng ngắn nhưng mà thuộc cái nhóm muscarinic thì sau khi xịt xong thì mình sẽ cho bệnh nhân nghỉ 45 phút, sau đó mình sẽ đo lại sau khi mình xịt thuốc giãn phế quản để coi cái đường thở bệnh nhân có giãn ra được nhiều không, để mình coi là cái test phế quản này là hồi phục hay không hồi phục. Thì nếu như trường hợp lâm sàng mà mình sáng bữa đó mình 8 giờ mình cho bệnh nhân đo đi, mà 7 giờ sáng bệnh nhân phun cái thuốc giãn phế quản, thì một cái thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn, cái thời gian bán hủy của nó là từ 4 tới 6 giờ. Thì khi mình đã phun cái thuốc tới rồi, đường thở mình giãn ra rồi, vô mình làm thêm một cái test, mình xịt cái thuốc giãn phế quản thêm nữa thì đường thở nó sẽ không có giãn nhiều nữa. Cái đó vô tình mình sẽ gây nên cái âm tính giả. Có nghĩa là bệnh nhân này mình đo mình nói là không có đáp ứng với test hồi phục phế quản. Nhưng mà thật sự là bệnh nhân này đã xài thuốc giãn phế quản trước. Do đó mình nhớ ha, một số thuốc mà mình phải không nên dùng nếu mình cho bệnh nhân đo hóa ký. Thì đối với giãn phế quản tác dụng ngắn là Sapa thì là 6 giờ phải ngưng thuốc 6 giờ, còn LABA là ngưng thuốc 12 giờ. Đối với theophylline thì là ngưng thuốc 24 giờ sau đó mình mới cho bệnh nhân đo chức năng hô hấp. Thì khi mình đọc cái chức năng hô hấp mà gọi là đáp ứng với test giãn phế quản hay không á, thì mình đọc cái chỉ số là FEV1. Thì sau test giãn phế quản nếu FEV1 mà tăng trên 200 ml và 12% so với trước test thì là gọi là có đáp ứng với test giãn phế quản, hay là hội chứng tắc nghẽn có đáp ứng với test giãn phế quản. Mình nhớ ha, thì để chẩn đoán phân biệt giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản thì người ta sẽ dựa vào cái chức năng hô hấp. Đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có hội chứng tắc nghẽn nhưng không đáp ứng với test hồi phục phế quản, còn đối với bệnh nhân hen phế quản là có hội chứng tắc nghẽn nhưng đáp ứng với test hồi phục phế quản. Về hình ảnh học á, thì đối với bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, thì phần lớn hình ảnh học của nó có thể là, một là nhiều nhất là ứ khí phế nang hay còn gọi là khí phế thủng, thứ hai là có thể là hình ảnh bình thường ha. Thì một cái hình ảnh mà điển hình của một bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó là ứ khí phế nang thì nó sẽ tăng sáng hai phế trường, vòm hoành dẹt, chiều cao vòm hoành là dưới 1,5 cm, rồi bóng tim hình giọt nước ha, khoang nhang sườn giãn rộng. Thì gọi là khoang nhãn sườn giãn rộng khi cung trước là vượt 6 và cung sau thì lớn hơn 10. Thì nếu mình cho bệnh nhân chụp phim nghiêng thì nó sẽ tăng cái khoảng sáng sau xương ức. Thì trên lâm sàng hiện tại mình đi lâm sàng mình sẽ thấy là rất là ít bác sĩ chỉ định là phim X quang ngực nghiêng. Vì lý do là mình đã có cái chụp CT scan ngực. Nếu đối với những trường hợp mà người ta chụp cái X quang ngực thẳng, người ta thấy nghi ngờ bất thường chưa chẩn đoán được thì người ta chủ động chụp CT scan ngực luôn, mà người ta bỏ qua cái việc chụp X quang ngực nghiêng. Thì một cái vấn đề mình lưu ý ha, khi mình cho bệnh nhân đo chức năng hô hấp thì cái bắt buộc là phải cho bệnh nhân chụp X quang ngực thẳng trước để mình loại trừ những cái vấn đề như là nhiễm trùng hô hấp hoặc là kén khí ở phổi, thì đó là chống chỉ định để đo chức năng hô hấp. Tại vì nếu mà kén khí mình cho bệnh nhân thổi, nếu người ta gắng sức vô tình nó vỡ kén khí thì sẽ gây tràn khí màng phổi. Còn nếu như bệnh nhân có nhiễm trùng phổi, đặc biệt là lao phổi, thì khi mình cho bệnh nhân thổi chức năng hô hấp, nó sẽ là một cái nguồn lây cho nhân viên y tế và cho nguyên cái hệ thống máy của mình luôn. Nó sẽ ảnh hưởng tới những cái ca lâm sàng phía sau. Thì đối với Y4, khi mà mình đi học lâm sàng thì mình sẽ học cái phần là điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì đợt cấp này là có thể đợt cấp nhập viện hoặc là không nhập viện. Nhưng đối với trường hợp sinh viên thì phần lớn là mình sẽ khám bệnh nhân ở trong bệnh viện. Cho đó điều trị đợt cấp này là điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà đối với những bệnh nhân nhập viện. Thì cái này là mình hay bị sai nè. Ví dụ như mình đi lâm sàng, tôi sẽ hỏi định nghĩa đợt cấp là gì? Thì mình sẽ trả lời là đợt cấp là tình trạng mà xấu đi của giai đoạn ổn định, tăng ho, tăng đờm, tăng khó thở. Nhưng mà mình
chưa có đủ. Tại vì nếu một trường hợp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là người ta đã có những cái thuốc mà điều trị ở nhà rồi, khi người ta tăng ho, tăng đàm, tăng khó thở, người ta xịt thuốc giãn phế quản vô mà người ta đáp ứng, người ta hết ho, hết khò khè, hết khó thở, thì cái đó người ta không định nghĩa là đợt cấp. Cái đó đợt cấp có nghĩa là tăng ho, tăng đàm, tăng khó thở mà phải thay đổi điều trị hàng ngày. Ví dụ như bình thường bệnh nhân của mình, người ta mỗi lần khó thở người ta xịt 2 nhát thuốc giãn phế quản người ta hết, bữa nay người ta cần phải sử dụng thêm kháng sinh hoặc corticoid thì người ta mới giảm khó thở, thì cái đó là người ta định nghĩa đợt cấp đó. Thì về chẩn đoán mà nhận diện đợt cấp đó, mình sẽ thấy nó có 2 cái tiêu chí chẩn đoán. Một là nhận diện đợt cấp theo Anthony Sen, và thứ hai là nhận diện đợt cấp theo cái triệu chứng siêu hấp. Thì giờ thống nhất luôn là người ta sẽ nhận diện đợt cấp dựa vào cái siêu hấp. Tại vì nhận diện đợt cấp mà theo Anthony Sen đó, là mình sẽ làm cho bệnh nhân, mình phân độ bệnh nhân hầu như là ca nào mình cũng phân độ nặng hết. Tại vì Anthony Sen người ta nhận diện đợt cấp là có 3 triệu chứng chính là tăng ho, tăng đàm, tăng khó thở. Nếu bị 3 triệu chứng này cùng một lúc thì là sẽ mức độ nặng, nếu 2 trong 3 là mức độ trung bình, 1 trên 3 là mức độ nhẹ. Nhưng mà mình đi lâm sàng rồi mình sẽ thấy hầu như ca nào bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện, mình hỏi bệnh nhân đều có tăng ho, tăng đàm, tăng khó thở. Thì những trường hợp đó mình luôn chẩn đoán là mức độ nặng, thì mình sẽ điều trị mức độ nặng do đó điều trị quá mức bệnh nhân rất là nhiều. Thì đối với những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta rất là sợ bệnh nhân vào đợt cấp. Tại vì mỗi lần bệnh nhân vào đợt cấp thì chứng tỏ là chức năng hấp bệnh nhân nó sẽ giảm, tình trạng lâm sàng bệnh nhân xấu đi. Mỗi lần vào đợt cấp thì cái nguy cơ tử vong luôn có, và những triệu chứng khó thở nó sẽ dai dẳng kéo dài. Do đó mà một trong những cái mục tiêu mà điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là giảm số đợt cấp trong năm. Thì thường mình sẽ thấy bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta sẽ phân là bao nhiêu đợt cấp trong năm để người ta phân coi nó là nhóm A, nhóm B, nhóm C hay nhóm D ha. Do đó mà đối với những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà mình thấy đối với những trường hợp mà người ta nhập viện nhiều lần á, vì cái đợt cấp, thì ngoài cái điều chỉnh đợt cấp mình phải coi coi nó có biến chứng gì chưa, có bệnh lý đi kèm mà mình chưa quản lý hay không, hoặc mình có chẩn đoán sai hay không để mình điều chỉnh lại cái chẩn đoán. Một ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà mình thấy 1 tháng nhập viện 2-3 lần là chứng tỏ nó có vấn đề. Nguyên nhân đợt cấp sẽ chia làm 2 nhóm, một là do nhiễm trùng và thứ hai là không do nhiễm trùng. Thì mình sẽ thấy là phần lớn đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do nhiễm trùng khoảng 80 đến 85%, và chủ yếu là vi khuẩn thì nhiều hơn virus. Cái này là do mình thống kê ở Việt Nam thôi, chứ ở nước ngoài thì người ta thấy là tỷ lệ giữa vi khuẩn virus là hầu như tương đương. Nhưng mà thật sự là ở Việt Nam mình á, mình chưa có chẩn đoán virus được, tại vì virus đó là phải bây giờ được chẩn đoán là giống như là cái xét nghiệm COVID vậy đó, muốn chẩn đoán là phải dùng cái kỹ thuật real time PCR chứ không phải dùng cái kỹ thuật thông thường. Thế này nó sẽ rất là mắc, khoảng một cái test là khoảng gần 800 ngàn. Mà phần lớn thì cái nhiễm trùng ở Việt Nam thì là vi khuẩn, do đó thì hầu như là virus mình không có xét nghiệm thường quy. Thì chính vì cái nhiễm trùng mà trong cái tỷ lệ nhiễm trùng của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều, 80 đến 85%. Do đó mà NICE 2020 người ta ra cái hướng dẫn, người ta khuyên là tất cả những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà nhập viện thì đều có chỉ định sử dụng kháng sinh. Thì mình thấy là mình đi lâm sàng mình thấy hầu như những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà nhập viện thì bác sĩ nào cũng cho kháng sinh hết. Nhưng mà nếu như mình chẩn đoán xác định là cái ca này là đợt cấp này không phải do nhiễm trùng thì mình có thể không sử dụng. Thì mình khi mà mình đi lâm sàng á, hoặc là sau này mình điều trị cho bệnh nhân á, điều mà mình cần chú ý khi mình cho kháng sinh thì mình phải định hướng cái vi trùng mình hướng tới là con tác nhân nào để mình cho kháng sinh, chứ không phải lúc nào mình vô mình cũng cho cetazidin cộng levofloxacin. Rồi ca nào vô không biết nghĩ tác nhân nào mình đóng mời cái cetazidin cộng levofloxacin. Thì mình sẽ thấy là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính người ta phân lập
bốn loại tác nhân thường gặp nhất là Haemophilus influenzae, hoặc là phế cầu Streptococcus pneumoniae, hoặc là Moraxella catarrhalis, hoặc là trực khuẩn mũi xanh ha, Pseudomonas aeruginosa. Thì mình sẽ thấy mức độ càng nặng thì khả năng nhiễm trực khuẩn mũi xanh càng nhiều. Mình sẽ thấy là đối với vi khuẩn trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì hầu như cũng có tác nhân gram dương, còn chừng nào mức độ nặng á thì nó mới có nhiễm trực khuẩn mũi xanh. Nên đó khi mình chọn kháng sinh mình phải cân nhắc dựa vào mức độ của đợt cấp để mà mình cho kháng sinh. Mấy bạn đi lâm sàng với mấy bạn đi thi, mấy bạn hay có một cái duy nhất là cứ ceftazidime cộng với quinolone không levoloxacin thì cũng ciproloxacin, mà tới hỏi ngược lại tại sao đánh kháng sinh vậy thì mấy bạn không có giải thích được. Thì khi mình muốn cho một loại kháng sinh nào đó, mình phải thứ nhất là coi yếu tố nguy cơ mắc vi khuẩn của bệnh nhân là gì, mình hướng tới loại vi khuẩn nào thì mình mới cho kháng sinh đó, rồi kháng sinh mình cho nó tác động trên phổi vi khuẩn nào. Cái này là đánh giá mức độ nặng của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì ATS định nghĩa là người ta dựa vào cái điều trị của bệnh nhân, nếu chỉ cần điều trị tại nhà thì mức độ nhẹ, nếu mà phải nhập viện thì mức độ trung bình, còn nếu như mà bệnh nhân có siêu hấp thì mức độ nặng. Theo GOLD 2019 thì người ta sẽ đánh giá mức độ nặng dựa vào người ta coi cái cách điều trị của bệnh nhân. Thì nếu như bệnh nhân chỉ cần dùng thuốc giãn phế quản thôi là mức độ nhẹ, thì thường cái này là điều trị tại nhà thôi. Trung bình là khi bệnh nhân phải dùng theo kháng sinh hoặc có corticoid, còn nặng là nhập viện. Tuy nhiên khi mà mình đi lâm sàng đó, mình sẽ chẩn đoán được cấp bệnh phổi tắc mãn tính dựa vào cái tiêu chí nào, người ta gọi là dựa vào mức độ siêu hấp hay là dựa vào tiêu chí của Bộ Y tế 2015 á. Thì cái này cũng là lấy từ GOLD 2019 hay với Bộ Y tế 2015 là cùng một cái bảng điểm. Có nghĩa là mình sẽ dựa vào bệnh nhân khó thở, lời nói, ri giác, rồi mạch có cái khó phụ không, là dựa vào mức độ siêu hấp để phân coi bệnh nhân mức độ gì. Dụ như mình đi lâm sàng mình sẽ chẩn đoán là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, dụ như mức độ trung bình đi, có biến chứng gì chưa để mà mình xử trí nhé. Về chỉ định nhập viện thì dùng cho những trường hợp mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đi khám tại phòng khám hoặc là vào khoa cấp cứu á, thì sau khi xử trí ra khỏi cái cơn khó thở xong thì người ta sẽ đánh giá coi bệnh nhân này có cần nhập viện không, có thì người ta sẽ cho vào viện, không có thì người ta sẽ cho về. Thì mình phải coi thứ nhất là triệu chứng của bệnh nhân có đáng kể hay không, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này có là mức độ nặng hay không, và điều trị ngoại trú có đáp ứng chưa. Ví dụ như người ta đợt trước người ta đã khó thở vô khám cho thuốc 5 ngày, thì về bệnh nhân vẫn khó thở, lần này bệnh nhân tái khám nhưng bệnh nhân nói uống thuốc xong tôi vẫn khó thở thì nên cho bệnh nhân nhập viện. Ngoài ra nếu như bệnh nhân đó mà người ta bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có tím, có phù, có loạn nhịp tim thì vẫn có chỉ định nhập viện, hoặc là bệnh nhân có mình khám thấy bệnh nhân có bệnh đồng phát trên bệnh nhân, ví dụ như có viêm phổi, tiểu đường không kiểm soát được, có suy tim, suy gan, suy thận thì nên nhập viện. Hoặc là những trường hợp bệnh nhân vào viện khó thở mà mình mới có hỏi bệnh, mình khám lâm sàng thôi, mình chưa có làm được cận lâm sàng, mình không có loại trừ bệnh lý đi kèm trên bệnh nhân thì mình cũng nên cho bệnh nhân nhập viện. Còn cái vấn đề chỉ định nhập ICU này á, thì nó không có phù hợp. Thì mình sẽ thấy người ta sẽ có những cái chỉ định nhưng mà tùy vào cái cơ sở vật chất của mỗi bệnh viện mà chỉ định nhập ICU khác nhau. Ví dụ như mình sẽ nếu mình đi đa khoa trung ương đi, mình thấy một cái ca mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có rối loạn tri giác thì chưa chắc cái đó không phải là chỉ định nhập của khoa hồi sức của bệnh viện đa khoa trung ương. Nên đó cái chỉ định nhập ICU này thì mình cân nhắc lại tùy bệnh viện ha. Nhưng mà rối loạn huyết động là có chỉ định nhập ICU, hoặc là cần phải bệnh nhân mà cần phải đặt nội khí quản thở máy là có chỉ định nhập ICU. Thì về nguyên tắc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái bước điều trị. Thứ nhất là về sử dụng thuốc thì đầu tiên bắt buộc là giãn phế quản, thứ hai là sử dụng corticoid đường toàn thân, và thứ ba là sử dụng kháng sinh, điều trị liệu pháp oxy đi kèm tùy vào mức độ siêu hấp.
Thì bây giờ đối với trường hợp mà điều trị oxy đi kèm á, thì có những cái lưu ý cho mấy bạn ha. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì bệnh nhân thường á, là ứ CO2 mạng. Ví dụ như nồng độ CO2 bình thường của một người bình thường là từ 35 đến 45 mm thủy ngân. Thì đối với những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta ứ CO2 mạng, cho đó có thể chỉ số bình thường của những bệnh nhân đó là 50 là 60 mm thủy ngân. Thì khi mấy bạn điều trị cho bệnh nhân, mấy bạn không cần phải đưa bệnh nhân về cái mức 35-45 mà đưa về cái giới hạn bình thường của bệnh nhân. Vì vậy mà người ta, những cái khuyến cáo người ta nói là tất cả những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đều nên là lấy khí máng lúc bệnh nhân khám ở phòng khám. Tại vì lúc đó bệnh nhân đang ổn định, mình biết được cái mức CO2 nền của bệnh nhân. Để sau này nếu bệnh nhân nhập viện thì mình chỉ điều chỉnh về cái mức đó thôi, chứ không cần phải đưa về cái mức của một cái người bình thường. Thì vì nó ứ CO2 mạng vậy, do đó là đối với những cái phương pháp hỗ trợ oxy á, mình sẽ thấy nếu bệnh nhân siêu hấp thì mình đi lâm sàng mình sẽ thấy là bệnh nhân sẽ có chỉ định thở oxy mũi, oxy mask, rồi nếu không đáp ứng nữa thì là thở máy không xâm lấn rồi tới thở máy xâm lấn. Nhưng mà đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, do người ta ứ CO2 mạng, người ta rất là nhạy, mình ập cái mask vô là cái mask vừa cung cấp oxy vừa cung cấp CO2, do đó những bệnh nhân đó người ta sẽ tăng CO2 rất là nhanh. Thì khi mình không kiểm soát được thì bệnh nhân có thể vô một cái toan hô hấp, bệnh nhân ngưng tim ngưng thở. Do đó trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là rất cân nhắc khi sử dụng mask. Thì đối với trong tất cả các loại mask đó, thì chỉ có mask Venturi á, là cái mask mà có khả năng kiểm soát được cái nồng độ oxy với CO2, mình có thể chỉnh được, do đó là có thể sử dụng. Còn đối với những cái mask khác thì khi mình xài mình phải theo dõi sát, tại mình không có biết là bệnh nhân đáp ứng như sao. Do đó là thường đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nếu có chỉ định thở máy không xâm lấn thì mình cho bệnh nhân thở máy luôn. Do đó mình đi lâm sàng mình sẽ thấy là đối với những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nếu siêu hấp người ta cho thở oxy mũi từ 2 tới 6 lít. Nếu sau 6 lít mà bệnh nhân không cải thiện thì người ta sẽ đánh giá coi có chỉ định thở máy không xâm lấn không. Nếu có thì người ta sẽ cho bệnh nhân thở máy không xâm lấn luôn mà không có qua cái việc thở mask nữa. Về kháng sinh thì như nãy mình nói rồi, kháng sinh thì khi có nhiễm trùng mà mình nghĩ do vi khuẩn thì mình xài, mà theo NICE 2020 là tất cả những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện thì đều có chỉ định sử dụng kháng sinh. Thì tuy nhiên là GOLD 2019 hoặc là theo Bộ Y tế hoặc là trong giáo trình của mình á, thì nó sẽ có những tiêu chí để sử dụng kháng sinh. Thì cái này mấy bạn bắt buộc phải học thuộc lòng, như nữa đi thi mấy bạn cho một cái kháng sinh. Thì câu người ta đặt ra là ca này những cái chỉ định sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thứ hai là loại kháng sinh mấy bạn sử dụng nó tác động vào trong loại vi khuẩn nào, lý do tại sao mấy bạn xài. Thì cái này là cơ chế tác động của một cái thuốc, thì của cái thuốc giãn phế quản thì mấy bạn sẽ thấy ha. Cái thuốc mà kích thích beta 2 thì nó sẽ gắn lên cụ thể là adenine silase để mà nó có tác dụng lên cơ chế là giãn phế quản. Ngược lại cái thằng muscarinic nó có cái cơ chế là nó muscarinic là khi mà nó gắn vào trong cụ thể thì nó sẽ gây co thắt phế quản. Do đó về sử dụng thuốc giãn phế quản trong điều trị á, nó sẽ có hai loại, một là kích thích beta 2, cái thứ hai là ức chế cụ thể muscarinic. Thì có những cái trường hợp lâm sàng á, thì chỉ cần sử dụng cái thuốc kích thích beta 2 thôi là nó đã giãn phế quản đáp ứng trên lâm sàng rồi. Nhưng mà có những trường hợp người ta đã sử dụng nhiều lần cái thuốc giãn phế quản, do đó nó gây hiện tượng lờn thuốc, nó mất đi cái cụ thể gắn với cái cụ thể kích thích beta 2, thì lúc này bệnh nhân nó sẽ không có cải thiện triệu chứng. Thì những trường hợp này mình phải phối hợp với một cái thuốc là mình ức chế cái muscarinic đi để nó giảm cái việc co thắt phế quản, từ đó nó mới làm cho cái phế quản giãn tới u. Thì mình trong những cái thuốc mình thấy nè, nó có một kích thích beta 2, cái thứ hai ức chế muscarinic, mình sẽ thấy có một cái thuốc nữa là theophylline, nó sẽ tác động vào cái cơ chế là nó gắn lên cụ thể AMP vòng. Thì mình sẽ thấy là nó tại sao mà cái theophylline này nó cũng có tác dụng giãn phế quản, nhưng mà mình sẽ nhớ là về mặt lâm sàng điều trị á, người ta sẽ hiện tại người ta không dùng theophylline với tác dụng là giãn phế quản.
Vì lý do là cái theophylline á, cái liều mà gọi là giãn phế quản á, là nó khoảng 10 mg trên kg trên một ngày. Kiểu như một người 50 kg đi thì trung bình phải sử dụng liều là 500 mg một ngày. Mà theophylline, cái liều mà giãn phế quản nó gần với liều độc và liều ngộ độc theophylline. Mà hiện tại thì mình không có định lượng được nồng độ theophylline trong máu. Do đó là theophylline không dùng với vai trò là giãn phế quản. Mà theophylline nó sẽ có những cái cơ chế khác. Thì theophylline nó có ba tác dụng ha. Tác dụng đầu tiên là giãn phế quản, tác dụng thứ hai là tác dụng kháng viêm, và tác dụng thứ ba là nó sẽ tăng độ nhạy của corticoid, tại vì nó tác động vào cái cơ chế là cái làm tăng cái men HBAC2. Thì đây là cái hình hồi nãy mấy bạn có đọc đó. Thì khi mà trong cái quá trong những cái cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nó sẽ có tiết ra cái gốc oxy hóa. Gốc oxy hóa này nó làm giảm cái men HBAC2, từ đó nó gây nên là kháng corticoid. Vì vậy mà theophylline nó tác động vào cái cơ chế là nó làm tăng cái HBAC2, từ đó mà nó làm cho tăng cái độ nhạy của corticoid lên. Vì vậy trên lâm sàng mình sẽ thấy, mình đi lâm sàng bệnh viện mình thấy bác sĩ lâm sàng người ta cho theophylline á, hay là Theostat á, nó có đóng gói hai dạng, dạng là 0,1 gam với dạng 0,3 gam. Thì mình sẽ thấy là bác sĩ thường cho là nếu 0,1 gam là 1 vi nhân 2 hoặc 1,5 vi nhân 2, chứng tỏ là tổng liều người ta dùng một ngày chỉ khoảng 200 tới 300 mg trên một ngày thôi. Thì cái liều đó là cái liều thứ nhất là làm giảm cái phản viêm, và thứ hai là nó sẽ làm tăng cái độ nhạy của corticoid. Còn cái liều giãn phế quản thì hiện tại người ta không có dùng theophylline, tại vì trên lâm sàng giờ thuốc giãn phế quản mình có rất là nhiều, cho đó là mình không có cần phải sử dụng theophylline để mà mình dùng cho cái tác dụng giãn phế quản, tại cái liều nó rất là dễ gây ngộ độc. Này là cơ chế của corticoid để lý giải tại sao mà người ta dùng corticoid. Corticoid đường toàn thân là bao gồm đường uống và đường tĩnh mạch chậm, là chỉ định bắt buộc trong cái điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì nó sẽ tác động, mình thấy nó sẽ tác động lên hai loại, một là trên tế bào viêm thì nó làm giảm cái quá trình viêm bằng cách là nó làm giảm phóng thích cytokine của tương bào hoặc là đại thực bào. Ngoài ra nó còn làm giảm bạch cầu ái toan trong máu. Thì mình sẽ nhìn thấy là vì glucocorticoid nó có làm giảm nồng độ bạch cầu ái toan trong máu. Thì đó mình thấy cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, là chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính. Tuy nhiên nó vẫn có phần nhỏ bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do tăng nồng độ bạch cầu ái toan. Thì đó mình sẽ thấy là corticoid đường hít thì được dùng cho những trường hợp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tăng nồng độ bạch cầu ái toan. Do đó khi mình đi lâm sàng mình thấy người ta cho là Pulmicort phun khí dung, thì nó sẽ có cái cơ chế của nó là mình phải coi là có chỉ định hay không, chứ nó không phải là chỉ định thường quy cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái thứ hai là glucocorticoid nó sẽ tác động lên các tế bào cấu trúc, bao gồm là tế bào nội mô, nó sẽ gây là giảm cái quá trình giãn mạch, gây giảm rò rỉ các hóa chất trung gian, nó sẽ làm tăng thụ thể beta 2 để nó tăng gắn kết với các cái thuốc giãn phế quản và gây tăng cái tác dụng của giãn cơ trơn phế quản, và thứ ba là nó giảm tiết nhầy. Thì qua đây mình sẽ thấy là người ta sẽ khi nào thì chỉ định cái corticoid đường tại chỗ là đường hít hay đường khí dung cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì thứ nhất là nếu mình có bằng chứng là tăng nồng độ bạch cầu ái toan trong máu, thì gọi là tăng nồng độ bạch cầu ái toan trong máu khi lớn hơn 300 tế bào trên ml hoặc là trên 100 tế bào trên ml cộng với là có hai đợt cấp trong vòng 1 năm ha. Và thứ ba là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà cộng thêm có hen phế quản đi kèm thì có chỉ định sử dụng corticoid đường tại chỗ. Về thuốc giãn phế quản á, thì mình nhớ là mình phải
sử dụng giãn phế quản thì nó sẽ có là giãn phế quản kích thích beta 2 và giãn phế quản mà dùng cho ức chế cái muscarinic. Thì mình sẽ thấy là đối với cái thuốc giãn phế quản á, thì tùy vào cái mức độ mình dùng, ví dụ như trung bình á, nhẹ thì mình dùng 3 đến 4 lần, trung bình 4 6 lần, nặng thì 6 tới 8 lần. Nhưng mà mình sẽ thấy là bây giờ giãn phế quản cái đường tại chỗ á, đường hít hoặc đường khí dung á, mình có thuốc rất là nhiều. Do đó là nếu mình không dùng tới cái liều tối đa của giãn phế quản đường tại chỗ thì mình không sử dụng giãn phế quản đường toàn thân. Ví dụ như mình sẽ thấy là Bambet nè, là Bambuterol đường uống nè, hoặc là cái thuốc mà truyền đi, thuốc truyền mình sẽ thấy Ricanin là tetbutalin truyền tĩnh mạch. Thì khi nào mình sẽ dụng giãn phế quản mà đường tại chỗ từ 6 tới 8 lần bệnh nhân không đáp ứng thì mình mới sử dụng giãn phế quản đường toàn thân. Mình tránh sử dụng giãn phế quản đường toàn thân ngay từ đầu, lý do là nó thứ nhất là nó sẽ tăng nguy cơ tim mạch, cái thứ hai là trên những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch rồi thì nó sẽ gây đột tử rất là cao ha. Về corticoid á, đường toàn thân thì mình sử dụng 5 tới 7 ngày, tối đa là 14 ngày. Rồi nếu bệnh nhân không đáp ứng thì phải coi lại cái chỉ định, cái chẩn đoán của mình đúng hay sai. Nếu tới 14 ngày mà mình thấy bệnh nhân cải thiện, mình ngưng. Thì khi mình sử dụng liều cao dưới 14 ngày thì mình không cần giảm liều corticoid. Còn nếu như mình sử dụng kéo dài hơn 14 ngày thì khi mình muốn ngưng mình phải giảm liều từ từ để tránh gây suy thượng thận. Thế này là cái phác đồ điều trị mà của bệnh nhân bị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ngày nãy mình nói ở đây mình nhìn ha. Giãn phế quản đường tại chỗ là có salbutamol với tetbutalin, thì mình nhớ khi nào sử dụng đường tại chỗ mà không đáp ứng liều cao 6 đến 8 lần thì mới nghĩ tới là sử dụng đường toàn thân. Cái thứ hai nữa, corticoid nó có rất là nhiều loại corticoid, ví dụ như prednisolone, prednison hoặc methylprednisolone. Thì mình sẽ thấy là cái liều dùng mà người ta khuyến cáo 1 mg trên kg trên ngày là cho methylprednisolone. Tại vì đối với những trường hợp mà cái thuốc mà corticoid á, thì ví dụ như mình sẽ có hydrocortisone, prednisolone, prednison, dexamethasone, methylprednisolone. Thì đối với thụ thể hô hấp thì cái methylprednisolone nó gấp khoảng 1.300 lần so với những thụ thể khác. Do đó là đối với hô hấp mình đi lâm sàng mình sẽ thấy người ta sử dụng methylprednisolone rất là nhiều, mà không ai sử dụng cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp mà người ta dùng hydrocortisone hết. Tại vì cái thụ thể của nó trên cái đường hô hấp rất là ít. Nhưng mà đối với những trường hợp mà mình thấy ví dụ như cái nữa mình đi làm đi, khoa của mình không có hết hàng methylprednisolone thì khi mình muốn dùng hydrocortisone hoặc là prednisolone mình phải chuyển đổi liều. Cái liều methylprednisolone là 1 mg trên kg trên ngày. Bệnh nhân 40 kg thì xài liều 40 mg trên ngày. Một ống methylprednisolone 40 mg thì sử dụng một ống. Nhưng khi muốn chuyển qua hydrocortisone thì nó phải có tỷ lệ. Ví dụ như là 4 methylprednisolone là 20 mg cái hydrocortisone. Như vậy nếu mà cái này 40 methylprednisolone thì nó sẽ tương đương với bên kia là khoảng, nó sẽ gấp là khoảng 20 lần á. 4 20 thì nó sẽ gấp khoảng 5 lần, có nghĩa là tương đương với khoảng là 500 ha. Là 1.000 là 200 mg trên ngày. Do đó đối với hydrocortisone là phải xài hai ống, chứ mình không có được xài là ví dụ như methylprednisolone 40 mg thì mình xài hydrocortisone 40 mg là sai nha. Rồi ha. Theophylline thì mình nhớ theophylline đối với cái liều giãn phế quản thì nó gần với liều độc, do đó là không có sử dụng theophylline cho tác dụng giãn phế quản. Ngoài ra thì khi mà mình thấy là đối với những trường hợp mà bệnh nhân mà mình phải coi cái liều người ta truyền aminophylline hoặc theophylline, người ta cách người ta truyền á, thì mình đi lâm sàng mình thấy Ricanin á, người ta truyền ví dụ như người ta thấy không đáp ứng người ta cho truyền hoặc người ta tiêm với da, thì mình phải biết cách nâng liều và giới hạn nào là giới hạn ngừng của cái việc nâng liều, chứ mình không được nâng liên tục. Ví dụ như mình thấy truyền Ricanin người ta kêu đánh giá là mỗi 1 giờ thì mới nâng liều một lần, mình thấy không đáp ứng 15 phút mình nâng một lần, 15 phút mình nâng một lần. Người ta cho là nâng liều của tetbutalin là 0,5 tới 2 mg trên giờ. Cứ 5 phút mình nâng 2 mg, 15 phút nâng 2 mg.
thì mình nâng viện hầu quay qua bệnh nhân đột tử. Tại vì hầu như bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nào thì đều có biến cố tim mạch đi kèm. Sử dụng kháng sinh thì mình nói rồi ha, thứ nhất là coi có nhiễm trùng hay không, thứ hai là cái nguy cơ nhiễm khuẩn là mình nghĩ do tác nhân nào, do phế cầu hay do trực khuẩn ngũ sanh để mà mình trị. Thì cái này là cái bản mà sử dụng kháng sinh mình thấy mức độ nhẹ thì thường nó sẽ không có trực khuẩn ngũ sanh. Do đó là mức độ nhẹ thì thứ nhất là sử dụng kháng sinh chỉ cần đơn trị thôi, không cần phối hợp. Thứ hai là một là beta lactam cộng kháng beta lactama hoặc là cephalosporin thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba thôi. Nhưng tới mức độ trung bình thì lúc này vẫn chưa có trực khuẩn ngũ sanh nhưng mà đã có phế cầu kháng penicillin, do đó có thể chọn là cái nhóm quinolone ha. Và đối với những trường hợp mức độ nặng thì nó bao gồm những cái tác nhân ở phía trên cộng với trực khuẩn ngũ sanh, do đó mức độ nặng là người ta sẽ sử dụng kháng sinh phối hợp và cái thuốc dùng là nó phải tác động trên trực khuẩn ngũ sanh. Thì trong cái bản này là nó có hai cái thuốc mà bị sai sẵn nhắc với mấy bạn là đối với diệt trực khuẩn ngũ sanh á, thì cephalosporin là thế hệ thứ ba, thứ tư, thứ năm là có khả năng diệt được trực khuẩn ngũ sanh, nhưng mà thế hệ thứ ba thì chỉ có hai thuốc diệt được trực khuẩn ngũ sanh thôi, một là ceftazidime, thứ hai là cefoperazone. Còn cefotaxim và ceftriaxone là không được diệt trực khuẩn ngũ sanh. Do đó khi mấy bạn cho cefotaxim mà nhiều như mấy bạn chẩn đoán cái ca đó có nguy cơ nhiễm trực khuẩn ngũ sanh mà mấy bạn cho cefotaxim là sai ha. Thì khi mình muốn cho kháng sinh trên một bệnh nhân đó mình phải coi mức độ gì, cái thứ hai là nguy cơ vi khuẩn là cái gì để mình cho kháng sinh. Rồi. Thì đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải coi có chỉ định thở máy không xâm lấn hay không, là thở BiPAP á. Thì nếu bạn nào đi đa khoa trung ương thì cái máy thở BiPAP á ở tại khoa hô hấp đa khoa trung ương là có nha. Rồi khi nào đặt nội khí quản thì mới chuyển xuống hồi sức. Thì khi mấy bạn muốn cho một cái ca thở máy không xâm lấn, thứ nhất mấy bạn phải coi coi là có chỉ định hay không. Sau khi thấy là bệnh nhân này là có chỉ định, có khó thở trung bình nặng, nhịp thở lớn hơn 25, pH dưới 7.35 nhưng phải trên 7.25 ha. Rồi BaCO2 là lớn hơn 45, có chỉ định thở nhưng mình phải coi lại có chống chỉ định không. Nếu có chống chỉ định thì đặt nội khí quản luôn, chứ không có mà cho bệnh nhân thở máy không xâm lấn. Ví dụ như những bệnh nhân mà tri giác lơ mơ là không thở máy không xâm lấn. Lý do là mình thấy một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà thở máy vậy đó, người ta sẽ ấp cái mask, người ta siết rất là chặt. Do đó nếu bệnh nhân lơ mơ hôn mê, mình ấp cái mask cho bệnh nhân không khạc đàm được, mình không kiểm soát được là bệnh nhân sẽ ngưng thở. Cái thứ hai là bệnh nhân phẫu thuật cái hàm mặt thì không có thể thở máy không xâm lấn được, tại vì nó rò rỉ khí, nó sẽ bị rò khí. Mà khi rò khí thì nó sẽ làm thất bại cái thở máy không xâm lấn. Bệnh nhân chấn thương sọ não thì không sử dụng vì lý do là nó sẽ tăng cái áp lực cái sọ não lên. Thì bỏng là không sử dụng tại vì nó tăng nguy cơ, đặc biệt bỏng là bỏng hàm mặt thì không sử dụng, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Và bệnh nhân nôn ói cũng không sử dụng luôn. Rồi khi mình ấp cái mask vô mình thổi một cái khí rất là lớn thì lúc nhạy bệnh nhân khả năng người ta sẽ nôn ói nhiều hơn, rồi người ta bị hít vô viêm phổi hít. Thì nếu như có chỉ định thở máy không xâm lấn mà vừa có chỉ định vừa có chống chỉ định thì dĩ nhiên là sẽ không thể thở máy không xâm lấn được, thì phải đặt nội khí quản và thở máy xâm lấn. Thì về chỉ định đặt nội khí quản là nếu pH dưới 7.25 là mình có chỉ định đặt. Cái thứ hai là bệnh nhân ngưng thở là có chỉ định đặt, lơ mơ hôn mê là mình đặt ha. Thì đối với mà bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mình thấy có chỉ định thì mình đặt sớm cho bệnh nhân, đừng để bệnh nhân bị ngưng tim mới đặt. Mình cấp cứu một cái ca mà người ta chưa có ngưng tim, mình đặt nội khí quản chủ động. Có chỉ định thì nó sẽ phục hồi nó cao hơn một cái ca mình để ngưng tim rồi mình mới cấp cứu. Thì sau khi mình cấp cứu dù bệnh nhân là có mạch có tim lại nhưng mà nếu mà qua cái thời gian vàng bệnh nhân trở thành cái người thực vật thì thật ra mình cấp cứu những cái ca đó, cấp cứu xong rồi thì bệnh nhân cũng không có cải thiện về mặt tri giác thì cũng là thất bại. Ngoài ra phải điều trị những bệnh lý đi kèm, thì thường đi kèm với bệnh nhân
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính về tim mạch là có tăng áp phổi suy tim là phải điều trị. Rồi khi nào thì mình nên cho bệnh nhân mà ra viện? Thì khi bệnh nhân mà phải xài thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn dưới 6 lần một ngày, bệnh nhân mà lâm sàng ổn định trong 24 giờ, bệnh nhân khi máu động mạch ổn định trong 24 giờ, bệnh nhân biết sử dụng các thuốc đường hít để quản lý cho bệnh nhân, thì lúc này bệnh nhân có biến chứng và bệnh đồng mắt được kiểm soát, thì lúc này bệnh nhân có thể xuất viện ha. Thì cái bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đến đây là hết ha. Thì khi mấy bạn đi lâm sàng, bạn sẽ bị hỏi mấy câu ví dụ như chẩn đoán nè, khi nào là chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thứ hai là cách sử dụng thuốc, rồi thứ ba là khi nào thì bệnh nhân xuất viện. Dạo như người ta hỏi ca này bệnh nhân xuất có tiêu chí xuất viện chưa, tiêu chuẩn nào mình phải biết ha. Rồi cái bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính xong, mấy bạn có hỏi gì? Bạn đi lâm sàng nội rồi đó, mấy bạn điều trị bạn thấy đi có gì đặc biệt không? Thật ra trên lâm sàng á, để chẩn đoán đợt cấp do nhiễm trùng hoặc là viêm phổi trên nền phổi tắc nghẽn mãn tính, cái này là mình không có được chẩn đoán là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nghỉ do bội nhiễm hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính biến chứng viêm phổi, cái đó là chẩn đoán sai ha. Tại vì viêm phổi là một bệnh lý đồng mắt của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cho đó đi lâm sàng mà một cái ca mà ví dụ như triệu chứng cơ năng bệnh nhân cũng là có sốt nè, có ho đàm mà thay đổi màu đàm luôn, đàm đục luôn, thì khi mà mình chẩn đoán á, mình có chẩn đoán sơ bộ với chẩn đoán sau cùng là khi có cận lâm sàng. Thì khi mấy bạn chẩn đoán sơ bộ, mấy bạn thấy là có hội chứng nhiễm trùng, đàm có đổi màu, bệnh nhân có nghe phổi, thì ngoài cái ranh rít ranh ngắn mấy bạn vẫn nghe được ranh nổ, ranh ẩm, ranh dịch tiết, thì mấy bạn có thể phân biệt với là một cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, phân biệt với một cái viêm phổi trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì khi mà mình cho cái cận lâm sàng á, thì ví dụ như hai cái đợt cấp hoặc là viêm phổi đều có bạch cầu tăng, CRP tăng, thì một số tài liệu ghi là CRP nếu tăng trên 50 mg trên lít thì nghĩ là nhiều là do viêm phổi, nhưng mà thật sự nó không có ý nghĩa. Thì để chẩn đoán phân biệt giữa viêm phổi với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta sẽ dựa vào hình ảnh học, là dựa vào X-quang ngực á. Thì mình biết là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì X-quang ngực của nó là hình ảnh thường là dày thành phế quản hoặc là có hội chứng khí phế thủng, chứ nó không có cái hình ảnh của lấp đầy phế nang thâm nhiễm như là của bệnh nhân viêm phổi. Do đó khi mà mình chẩn đoán sau, để chẩn đoán sau cùng, khi mà mình chẩn đoán sơ bộ của mình là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chẩn đoán phân biệt với viêm phổi trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì khi mình biện luận cận lâm sàng, mình đọc một cái hình ảnh X-quang ngực, mình đọc là thâm nhiễm ở 1/3 dưới phổi bên phải gì đó, thì bắt buộc cái phần chẩn đoán sau cùng của mình sẽ là viêm phổi trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và nếu như mấy bạn cầm cái phim X-quang ngực lên, mấy bạn đọc là hình ảnh khí phế thủng, thì mấy bạn sẽ chẩn đoán là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó phù hợp hơn. Do đó để phân biệt giữa viêm phổi và
trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta sẽ dựa vào X-quang ngực hay hình ảnh học á. Bao nhiêu tiêu chuẩn thì có thể chẩn đoán xác định? Ý em hỏi là chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là ý là mình muốn hỏi là chẩn đoán đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ gì? Các bạn hỏi chị là bao nhiêu tiêu chuẩn thì chẩn đoán xác định? À, chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái này ha, nó có một cái bảng điểm gọi là bảng điểm CT COPD score, nghĩa là mấy bạn gõ trên mạng á, nó có cái bảng điểm này. Là cái bảng điểm này là do làm do một cái đề tài làm về chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Cần Thơ, do đó chữ CT là chữ Cần Thơ đó, thì người ta sẽ thiết lập ra một cái bảng điểm. Thì nếu như mấy bạn dựa vào cái tiêu chí hồi nãy mình chẩn đoán đi, thì bệnh nhân phải thỏa các tiêu chí, ví dụ như là bệnh nhân này có tiền sử bệnh đó. Tiêu chí chẩn đoán sau cùng của bạn là phải là đo chức năng hô hấp để mấy bạn chẩn đoán xác định. Thì ví dụ như là yếu tố nguy cơ, ví dụ như bệnh nhân trên 40 tuổi ho khạc đàm mãn tính, thì bệnh nhân chụp X quang có hình ảnh khí phế thủng, thì cái tiêu chuẩn cuối cùng để mình nghi ngờ thì tiêu chuẩn cuối cùng vẫn phải là đo chức năng hô hấp. Nếu có hội chứng tắc nghẽn thì mình mới chẩn đoán. Thì nếu như mấy bạn chẩn đoán sơ bộ thì mấy bạn muốn mà tham khảo bao nhiêu điểm chẩn đoán thì mấy bạn dựa vào cái tiêu chuẩn là CT COPD score. Thì cái này nó sẽ chẩn đoán như sao? Ví dụ như là nếu bệnh nhân có khí phế thủng thì sẽ cho bao nhiêu điểm đó, ví dụ như 20 hoặc 30 điểm. Bệnh nhân đo chức năng hô hấp có hội chứng tắc nghẽn thì được 100 điểm vậy đó, thì khi người ta cộng lại ta sẽ trên bao nhiêu điểm đó thì có giá trị chẩn đoán. Nó nghĩa là nó dựa vào cái bảng điểm. Còn về mặt lâm sàng thì ví dụ như bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng thì bạn có quyền chẩn đoán. Do đó là nó cũng khác, ví dụ như một cái ca bạn vô bạn thấy ho khò khè khó thở, các bạn khám thấy có hội chứng tắc nghẽn, mấy bạn nghĩ bệnh nhân là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhưng mấy bạn coi lại không có yếu tố nguy cơ, thì cái đó chỉ là nó cái độ nghi ngờ của nó không có cao. Thì cuối cùng thì cái chẩn đoán sau cùng vẫn là cái đo chức năng hô hấp để mình chẩn đoán nha. Hiện tại thì hồi lúc trước thì là hô hấp ký là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhưng mà bây giờ thì có nó nhiều xét nghiệm cao cấp hơn, ví dụ như phế thân ký để chẩn đoán. Nhưng mà tối ưu và đơn giản nhất thì vẫn là hô hấp ký. Lý do tại sao phải sử dụng magie sulfate? Chị chưa hiểu cái ý là đợt cấp COPD mà có viêm phổi xử trí có cần dùng magie sulfate hay không? Magie sulfate thì có liên quan gì tới viêm phổi và đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính? À, Tuấn Anh nói luôn đi chứ Tuấn Anh nhắn chị không hiểu câu đó. Em nói đi. À, chị nghe em nói đi. Cái này bởi vì chị mới kêu em nói là cái này thật ra em hiểu cái như em nói vậy đó, magie sulfate là dùng trong phác đồ điều trị hen phế quản chứ không dùng trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tại vì đối với bệnh nhân mà thật ra là cái magie sulfate nó đánh vào cái cơ chế là cái kênh canxi cộng với cái kênh magie á, mình học á, hai cái kênh đó là nó ngược. Dường như đối với những bệnh nhân mà co thắt phế quản nặng thì cái nồng độ canxi 2 cộng trong tế bào nó rất là cao, cho nên nó gây co thắt phế quản.
Thì khi mình truyền magie xuân phát vô, nó sẽ trao đổi cái kênh magie đi vào, canxi đi ra, nó sẽ làm giảm cái nồng độ canxi 2 cộng trong tế bào, do đó là nó gây nên tác dụng là giãn phế quản. Mà mình sẽ thấy cái cơ chế của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mình đọc hồi nãy mình học đó, một là do viêm, thứ hai là do gốc oxy hóa, và thứ ba là do cái protein ACE và anti proteinase. Trong khi cái cơ chế của bệnh hen phế quản là nó do cái việc đó là co thắt cái phế quản, do cái phản ứng quá mẫn quá mức, do đó là nó nồng độ hai canxi hai cộng trong tế bào rất là cao, do đó chỉ định magie xuân phát là có trong trường hợp bệnh nhân co thắt phế quản do hen phế quản. Còn trong COPD thì hầu như không ai sử dụng magie xuân phát hết, tại vì khi mình sử dụng magie xuân phát thì nhớ magie là nó có biến cố trên tim mạch á, mình truyền tim canxi hoặc magie vô là nguy cơ rất là cao. Do đó là magie xuân phát dùng trong trường hợp cơn hen phế quản cấp, mức độ nặng không đáp ứng với điều trị thông thường, chứ không có dùng cho điều trị đợt cấp bệnh phổi co thắt phế quản do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. À, nếu bệnh nhân không đo được hô hấp ký thì mình chẩn đoán như sao? Không điều trị thử, thứ nhất là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là không điều trị thử, tại vì bây giờ là mình có rất là nhiều cái cận lâm sàng nãy chị nói rồi. À, mấy bạn có thể gõ lên mạng á. À, tại vì bây giờ cái máy của chị mà chị gõ chị sợ hồi vô lại không được, là mấy bạn cứ gõ lên mạng cái bảng điểm hồi nãy chị có đánh rồi đó, CT score, mấy bạn vô cái hình ảnh á, nó sẽ có cho mấy bạn là tới cái trường hợp không có đo hóa ký thì mình cộng dồn những triệu chứng lâm sàng lại trên 210 là chẩn đoán cao bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, còn nếu mà dưới 210 thì là nghi ngờ hoặc là chưa chẩn đoán xác định. Thì khi mà mình chỗ mình làm không có đo được hô hấp ký thì mình chuyển đến một cái cơ sở đo hô hấp ký để mà đo. Còn khi mình chẩn đoán sơ bộ trong khi mà mình thi cử, thì khi mà bệnh nhân này là chưa từng được đo hô hấp ký và lần này bệnh nhân đang vào đợt cấp, đang có siêu hấp không thể đo được, thì mình chẩn đoán là dựa vào những cái triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể và tiền sử bệnh của bệnh nhân. Thì sau khi mình chẩn đoán vậy xong, mình điều trị đợt cấp, mình nghi là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mình điều trị cho ổn thì ra khỏi đợt cấp sau 6 đến 8 tuần, gần nhất là 4 tuần mình cho bệnh nhân đo chức năng hô hấp ký để làm chẩn đoán. Không, chứ mình không có quản lý bệnh nhân mà không có chức năng hô hấp nha. Bây giờ bạn nào hỏi á, hay là mình nói trực tiếp được không, để chị đọc rồi mấy bạn kia. Có một bạn hỏi là bạn hỏi là sau khi bệnh nhân vào viện vì viêm phổi cho nên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sau khi điều trị kháng sinh 2 tới 3 ngày, triệu chứng lâm sàng không cải thiện, nhưng kết quả khí máu có cải thiện như POC tăng, PCO2 với ADPO2 giảm là độ khuếch tán nồng độ oxy trong máu giảm đó, thì mình tiếp tục duy trì kháng sinh hay thay đổi kháng sinh? Mình nhớ nào, khi mình điều trị thứ nhất là kháng sinh là mình đánh vào quá trình viêm nhiễm, nhiễm trùng, còn mình dựa vào kết quả khí máu động mạch là mình dựa vào tình trạng siêu hấp. Thì khi một bệnh nhân mà có khí máu bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có khí máu ổn định, điều đó chứng tỏ là mình đã điều trị được tình trạng siêu hấp của bệnh nhân, hay là mình đã chọn được cái phương pháp mà để mà điều trị cái tình trạng siêu hấp của bệnh nhân là đúng và đủ, thì CO2 với oxy bệnh nhân mới ổn định. Nhưng mà đợt cấp bệnh nhân vẫn không có đáp ứng lâm sàng tốt, thì này là đi thi mình sẽ hỏi bị hỏi nè. Dạo như người ta sẽ hỏi là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, những cái bệnh lý nào mà làm cho những trường hợp, những lý do nào mà làm cho đợt cấp đáp ứng lâm sàng kém, thì mấy bạn có thể trả lời là thứ nhất là tình trạng nhiễm trùng không ổn định. Thì sau khi 3 ngày bạn điều trị đánh kháng sinh mà bạn thấy là đợt cấp không cải thiện, thì bây giờ bạn cho lại cái marker nhiễm trùng như công thức máu CRP, coi coi bệnh nhân lâm sàng cơ năng bệnh nhân có hết sốt chưa, hết sốt, công thức máu giảm, CRP giảm, thì chứng tỏ là lâm sàng bệnh nhân nhiễm trùng là đang đáp ứng, không có lý do gì để đổi kháng sinh hết.
Cái thứ hai là tình trạng bạn điều trị đợt cấp không ổn định, có thể là có bệnh lý đi kèm không? Bệnh lý đi kèm ví dụ như ca này có suy tim phải, có tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, có trào ngược dạ dày thực quản, mà bạn không có điều trị, bạn lo bạn cứ điều trị đợt cấp không à, bệnh phổi thì cái mấy cái triệu chứng ở đâu kiểm soát, thì làm cho lâm sàng bệnh nhân cũng không cải thiện. Thứ ba là có biến chứng không, ví dụ như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này người ta có tràn khí màng phổi, hoặc là có suy tim phải, hoặc là có đa hồng cầu mà mấy bạn không có quản lý. Cái thứ tư là bệnh nhân này ngoài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có bệnh lý gì mà kèm theo không, ví dụ như ca này là lao phổi cho nên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà bạn cứ điều trị kháng sinh không mà bạn không có tầm soát lao, bắt buộc ca này ra lao lao thì phải xài thuốc kháng lao thì nó cũng làm cho tình trạng bệnh nhân không có ổn định. Do đó thứ nhất là khi máu ổn định chứng tỏ mình đã chọn được cái phương pháp điều trị siêu hấp đúng, còn việc mà bệnh nhân lâm sàng không đáp ứng hoàn toàn cái đợt cấp thì mình phải coi lại nguyên nhân mà không có điều trị, không có tối ưu là do nhiễm trùng, bệnh nhân mình đánh kháng sinh nó không đủ thì mình phải coi lại cái tình trạng nhiễm trùng ha, rồi mình mới kết luận là cái kháng sinh này là nó chưa phù hợp. Một bạn hỏi là làm sao mình biết bệnh nhân có nguy cơ nhiễm loại vi khuẩn nào, thì cái này nó cũng hay ha. Thứ nhất khi mấy bạn muốn xác định loại vi khuẩn á, người ta hỏi là cái câu người ta sẽ hỏi mấy bạn là người ta sẽ không hỏi là loại vi khuẩn nào, mà cái câu mấy bạn đi thi lâm sàng người ta sẽ hỏi là dựa vào đâu để chọn kháng sinh để điều trị cho bệnh nhân, thì mấy bạn phải trả lời là thứ nhất là dựa vào mức độ nặng của bệnh. Thì khi mức độ nặng bạn thấy là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, với mức độ nhẹ thì thường nó sẽ là do ram dương, do phế cầu thôi. Mức độ trung bình bệnh nó cũng quyết định giúp mình gợi ý tác nhân vi khuẩn. Cái thứ hai là do loại vi khuẩn thường gặp ở cái môi trường bệnh viện của mình, ví dụ như đa khoa trung ương thường gặp nhất là phế cầu kháng penicillin, trực khuẩn mủ xanh, thì đó là những thống kê mà người ta thấy là thường gặp nhất tác nhân đó. Do đó mình điều trị thì phải dựa vào phổ vi khuẩn tại bệnh viện của mình ha, là tình hình kháng thuốc tại bệnh viện á. Cái thứ ba là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn đặc biệt hay không. Thì nguy cơ nhiễm khuẩn đặc biệt là gì, thì thứ nhất là bệnh nhân của mình có bệnh phổi mạn mà phải nhập viện điều trị trong 3 tháng gần đây hay không, bệnh nhân của mình là có những bệnh lý suy giảm miễn dịch hay không, như sử dụng corticoid kéo dài hay không, kích sinh do thuốc không, bệnh nhân của mình là có điều trị kháng sinh trong vòng 1 tháng gần đây hay không, bệnh nhân của mình có nằm lâu trên 72 giờ hay không. Thì nếu có yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn đặc biệt thì mấy bạn mới rà qua cái bài viêm phổi bệnh viện, mấy bạn thấy người ta, mấy bạn click lên trên mạng hoặc là trong cái bài của Bộ Y tế 2019 đó, nó có một cái hướng dẫn của Bộ Y tế là điều trị viêm phổi cộng đồng á, người ta có liệt kê ra những cái yếu tố nguy cơ của những cái tác nhân, ví dụ như là tụ cầu thường gặp trên những bệnh cảnh nào, trực khuẩn mủ xanh thường gặp trên những bệnh cảnh nào, thì dựa vào đó bạn mới coi lại. Nếu có yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn đặc biệt bạn xác định là có, thì căn vào những cái yếu tố đó bạn mới xác định là do vi khuẩn nào mình mới điều trị kháng sinh. Rồi mấy bạn còn hỏi gì nữa không? Rồi khi mấy bạn cho kháng sinh, mấy bạn lưu ý ha. Cho kháng sinh là kháng sinh của mình là đào thải chuyển hóa qua gan và qua thận. Do đó khi đặt cái bút cho kháng sinh là phải tính ra độ lọc cầu thận, coi coi chức năng gan, coi coi bệnh nhân này là có bệnh lý gan gì không, và cái kháng sinh mình dùng là kháng sinh đó chuyển hóa qua gan hay qua thận. Thì hầu như là kháng sinh thì chuyển hóa qua thận nhiều hơn, do đó phải tính độ lọc cầu thận bắt buộc để mình chỉnh liều kháng sinh á. À, mình không có hỏi gì nữa thì mình qua bài hen phế quản nha. Thì cái bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là cái bài dài nhất, hen phế quản với ung thư phổi thì nó đỡ hơn.